Em chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người nó là cái đầu chuyển tiếp C. Thì cái sản phẩm này mình dùng để chuyển đổi các cốc kết nối ha, giúp thuận tiện hơn trong việc sử dụng nha. Chất liệu của nó là bằng nhôm. Nó hỗ trợ sạc là được 240W nè. Kết nối dữ liệu là 40 Gbps. Thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ độ phân giải là 8K 120Hz ha. Này cũng là một cốc 90 độ nha. Sản phẩm này tương thích được với điện thoại, máy tính bảng, có chức năng xuất hình, laptop hoặc là các thiết bị cổng tiếp C nha. Mã này thì hai đầu âm, dùng để kết nối hai cái dây cáp tiếp C lại với nhau nha. Mã này thì sạc của nó thì được 100W. Kết nối dữ liệu thì 10 Gbps ha. Nó cũng là một cái đầu gốc ha. Bây giờ mình kết nối thử nha. Kết nối vô là sử dụng thôi, không cần cài đặt gì hết nha. Dây cáp tiếp C nè. Đang sạc nè. Đang sạc ha. Kết nối vô là sử dụng thôi, không cần cài đặt gì hết. Lên hình ha. Mã cái đầu chuyển mình đang sử dụng là kết nối của nó là được 10 Gbps. Sạc là 100 ha. Độ phân giải của nó là 4K 60. Rồi, em chào mọi người ạ.